Vâng, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác lại tiếp tục trở lại kênh YouTube của Chơi Ban. Bạn hôm nay ngày 23 tháng 8 thì em tiếp tục lên trên bắt tất cả 5 ăn nồi gồm cao tần và cao tần áp suất các bác nhé. Em lên trên bắt tần một nồi dung tích 4 lít ạ. Cái chức năng cộng bàn phím thì nó test ok rồi. Rồi đi em vệ sinh sạch sẽ các bác nhé. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Tất cả các sản phẩm của em thì bảo hành cho các bác 100 ngày sử dụng, đổi trả trong vòng 15 ngày cho các bác nhé. Nên các bác mua hàng của em các bác yên tâm. Đó. Các bác không ưng các bác có thể đổi trả các bác nhá. Mã đầu tiên lên cho bác một nồi Juridoxi Vero thành bằng kim loại không móc méo cho các bác nhá. Đó, nồi này sản xuất năm 2011. Chạy điện 100V và công suất 1240W. Thành thì không móc méo nha các bác nhá. Đây nó có chi xước nano. Nói chung nồi cũ thì các bác không thể tránh khỏi các bác nhá. Trên mặt thì đắn đây nó là băng keo nhé các bác nhé. Đó là băng keo. Bác nào lấy thì mai em vệ sinh cái băng keo cho nó sạch nhá. Đó. Bác nào lấy em vệ sinh cho sạch cho. Trên mặt tạm này các bác nhá. Xong đi các bác nhá. Đó. Xong nó tấm nó có cái chấm này thôi chứ không ảnh hưởng đi các bác nhá. Đấy. Nói chung về mỹ quan thì nó không đẹp lắm. Đó. Nhìn mỹ quan nó không đẹp lắm các bác nhá, nồi cũng được tạm. Nói chung nấu cơm thì các bác yên tâm, không ảnh hưởng sức khỏe nhá, bên ngoài thì sạch nhá. Rau xanh các bác nhá, để rau xanh nhá. Bắt đầu đón xem video nhớ cho em nút chia sẻ, nút đăng ký kênh cho các bác nhá. Còn không thì các bác cho em một nút thích để tương tác kênh của em các bác nhá. Đó, rau xanh áp suất pin các bác nhá. Đó, hộp sạch nhá. Mã số 1. Video ngày 23 tháng 8, lần này em bán cho các bác giá 700k nhá, 700k cộng ship. 700k cộng ship nhá. Đó. Mã số 2 lên cho bác một nồi Hitachi. Hitachi, nồi Hitachi màu đỏ, nồi này nồi đời cao nhá các bác nhá. Thành thì bằng kim loại bao móc méo cho các bác nhá. Quả có thiết kế không đáng kể. Đó, nồi này sản xuất năm 2020, chạy điện 100V và công suất 1400W. Dung tích nồi này là 1 lít các bác nhá. Nấu được 1 kg gạo dành cho 3 đến 5 người ăn. Đó, ngoài qua không móp méo. Trên mặt tương đối đẹp các bác nhá. Trên mặt tương đối đẹp. Đó. Nồi này là đời cao các bác nhá. Có chế độ nấu ngon lên đến 80 phút nhá. Dòng hi này là tương đối đẹp. Đó. Xoong cũng đẹp các bác nhé. Đây các bác xem xoong. Đó. Các bác nhìn này là các bác đánh giá được nhé. Đó, xoong đẹp các bác nhé. Bên ngoài vàng cháo. Cái viền thì nó hơi xước tí nhưng nó không quan trọng các bác nhé. Đó, rất đẹp. Xoong rất đẹp. Giòn xanh các bác nhé. Đó, giòn xanh nhá. Đó. Giòn như này là tương đối xanh thì các bác nhé. Áp suất bi đẹp. Đó, áp suất bi học sạch nhé các bác nhé. Mã số 2 video ngày 23 tháng 8, lần này em bán cho các bác giá là 1 triệu cộng ship cho các bác nhé. Đó. Tất cả các nồi các bác là chuyển khoản hết bên bao ship nhé, còn không thì các bác cứ nhận hàng cứ tán tiền. Mã số 3 lên cho bác một nồi Tay Gơ thành bằng nhựa nhé các bác nhé, không bể vỡ. Đó, thành bằng nhựa không bể vỡ. Nồi này sản xuất năm 2017, chạy điện 100V và công suất 1200W. Nồi này thì nhà sản xuất khuyến cáo các bác có thể dùng cục 15A nha các bác nhé. 1200W thì các bác có thể dùng sử dụng cục 15A. Dòng Tiger này có chế độ nấu cơm cháy nha các bác nhé. Nói chung nồi rất trắng và rất đẹp ạ. Đó, trên mặt cũng vậy. Trên mặt cũng rất đẹp nha các bác nhé. Đó, trên mặt của cái nồi này rất đẹp. Nồi này thì rất sạch các bác nhá. Nồi này là nồi cao tần các bác nhá. Đây các bác xem lòng thì các bác đánh giá cho em nhá. Đó. Lòng tương đối đẹp các bác nhá. Bên ngoài thì sạch ạ. Đó. Răng thì xanh các bác nhá. Giòn này các bác ạ, đó, giòn xanh nhá, giòn này rất xanh luôn.
Con này thì các bác không thể chê được. Hậu cũng rất sạch nhé các bác nhé. Hậu cũng rất sạch ạ. Mã số 3, video ngày 23 tháng 8. Lần này em bán cho các bác giá là 1.300.000. 1.300.000 cộng ship cho các bác nhé. Đó, nồi tương đối đẹp. Mã số 4 em lên bác một Panasonic. Đó. Đây là một nồi Panasonic nhá. Dòng này thì có chế độ nó không cháy các bác nhá. Đó, Ecovi tiết kiệm điện. Đó. Thành thì bằng nhựa nhá các bác nhá, không bể vỡ, không bể vỡ. Nó này sản xuất năm 2016 ạ. Chạy điện 100V, công suất 1210W. Các bác nồi này nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng cục 15A nha các bác nhá. Đó, nồi này dung tích 1 lít, nấu được 1 kg gạo dành cho 3 năm người ăn. Các bác có thể sử dụng được cục 15A. Ngoại hình tương đối đẹp các bác nhá. Đó, em quay lại ngoại quan cho các bác này, màu trắng không bể vỡ. Ngoại hình tương đối đẹp. Trên mặt thì có tí cái nắp hơi này nó hơi bị xước chứ thôi nhá. Đó, hơi bị xước thôi. Em cứ để thôi chứ còn cái này thì cần trà đi là đánh lại là hết vết ngay nhá các bác nhá. Đó nên em cứ để nguyên bản em bán thôi nhá. Xoong thì rất đẹp các bác nhá. Xoong rất đẹp, nhóng nhánh ánh thường tuyến luôn. Xoong thì không thể chê nhá. Bên ngoài đây các bác ạ. Bên ngoài thì cái màu xoong của nó như vậy nhá các bác nhá, chứ không phải là cũ các bác nhá. Đó, dòng này màu xoong như vậy. Dòng này là áp suất điện tử các bác nhá. Đây là áp suất điện tử. Đó, áp suất điện tử nha các bác nhá. Rong thì họ nấu gạo nước cho nên vàng nha các bác nhá. Đó, nhưng các bác yên tâm, nồi em bao xỉ sọt cho các bác nhá. Và rong của em đấy, cái nồi nào là rong xanh thì em để em bán xanh, còn vàng thì em để bán vàng chứ em không xử lý nha các bác nhá. Nên các bác mua hàng của em yên tâm, em không xử lý rong. Có sai em bán vậy nhá. Đó nên các bác yên tâm. Chứ còn cái này mà đưa vào hóa chất xử lý thì ngon lành cành đào ngay. Nhưng mà em không làm vậy được các bác nhá. Đó, có xanh thì em bán xanh, có vàng thì em bán vàng. Hộc thì rất sạch các bác nhá. Mã số 4, video ngày 23 tháng 8. Lần này em bán cho các bác giá là 1.600.000 cộng ship. 1.600.000 cộng ship thôi nhá các bác nhá. Đó, 1.600.000 cộng ship. Lần này có chế độ nó không cháy các bác nhá. Tiếp theo lên cho bác cũng là một nồi Panasonic. Thành thì bằng nhựa màu đen, mặt màu đỏ. Dòng này full chức năng, cũng có chế độ Ecovi, kết nối điện thoại. Đó. Thành thì bằng nhựa màu đen, không bể vỡ nha các bác nhé. Nơi này sản xuất năm 2017, chạy điện 100V, công suất 1210W. Nơi này nhà sản xuất cũng khuyến cáo các bác có thể sử dụng cục 15A nha các bác nhé. Đó. Thành thì màu đen, không bể vỡ, mặt thì màu đỏ các bác nhé. Đó. Ngoại hình thì tương đối. Xoong nữa các bác nhá. Xoong thì nó chỉ có một chấm thôi các bác nhá. Nên có một chấm tí này thôi nhá. Đó, còn hẳn nhóng nhánh những tình tuyến các bác mua các bác yên tâm. Cái này nó không ảnh hưởng độ chống dính các bác nhá và cũng không độc hại. Đó, như cái dòng Nhật Bản mà các bác bỏ độc hại thì cái thằng nồi 220 của Tập Cận Bình thì còn độc hại nữa nhá. Bên ngoài thì nó màu như này các bác nhá chứ không phải cũ nhá. Nó này thì có cốc nước. Đây là ly nước bùa ẩm nha các bác nhá. Đó, ly nước bùa ẩm ạ. Kết nối điện thoại, chế độ Ecovi. Nồi này là cũng là áp suất điện tử nha các bác nhá. Đây dòng áp suất điện tử đây ạ. Đó. Rong thì còn sạch hơn nồi nãy nhá, cũng hơi ngả tí nhưng còn sạch như nồi nãy nhá. Đó, nhưng các bác yên tâm. Nói chung thì rong thì nó không được đẹp lắm nhưng các bác mua hàng của em thì các bác yên tâm nhá. Em không xử lý những cái rong làm gì nhá. Ăn uống vào cơ thể thì nó hơi bị mệt. Đó nên em có sao bán vậy nhá. Hộc thì rất sạch nha các bác nhá. Đó. Mã số 5, video ngày 23 tháng 8. Lần này em bán cho các bác giá là 2.600.000 cộng ship ạ. 2.600.000 cộng ship nhá. Đó, tất cả các nồi em đã test ok rồi nên trên video em không test lại nữa. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ cho em theo số điện thoại cộng Zalo 038 286 0468. Hàng lít 8 em có nha các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em. Ở bên em có nồi chiên không dầu và bếp từ đơn. Em quay qua cho bếp từ đơn các bác nhé. Hàng hãng còn nguyên zin 100%, chưa sử dụng.
hàng mới tinh nha các bác nhé. Đó, đây là cái bếp từ đơn, đây là cái bếp từ đơn em vẫn của Giang Quay. Bếp từ đơn này của em cũng sử dụng điện 110 nha các bác nhé. Bếp này là có tên gọi là Sanaki nha các bác nhé, cũng sử dụng điện 110 và công suất là 1.300W. Các bác có thể về đặt âm đặt dưỡng được. Nhiều khi các bác mua hai cái về để làm bếp trực tiếp cho mình cũng được nhé. Đó, rất tiện. Đến lúc các bác lôi ra có thể dùng cho lẩu, rất tiện các bác nhé. Đây các bác nhá, đây bếp từ đơn ạ. Hàng mới tinh 100% hãng còn nguyên thùng, nguyên catalog nha các bác nhé. Đây catalog của nó đây, còn thùng thì em để ở ngoài rồi. À, các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhá. Bếp từ đơn này thì mới thì là 1.700.000 nha các bác nhá, 1.700.000 cộng ship. Bác nào có nhu cầu thì mua là 1.700.000 cộng ship nhá. Thường thường cái hàng người ta xài mấy năm rồi hãng còn mới thì họ là bán tầm 1.000.000 được các bác nhá. Còn đây của em mới 100%. Đó. Thì nó phải rất cao các bác nhá, chứ không phải lấy. Nói chung nó chênh nhau bao nhiêu đó, nó khoảng chênh nhau khoảng tầm 700 à, 700.000 à. Đó, nhưng đổi lại thì các bác đã sử dụng được sử dụng bao nhiêu năm rồi. Đó. Nhưng các bác mua hàng thì em thì yên tâm nhá, nói chung về giá cả rất phải chăng. Không lo lắng về vấn đề đấy nhá. Còn hàng nhiều khi hàng bên ngoài thì có cái hàng xài rồi thì 5-700 có nhá các bác nhá. Còn cái hàng xài lướt, họ lướt thì lướt chứ họ cũng xài đến 4-5 năm rồi. Nhưng họ vẫn bán tầm 1.000.000 nhá các bác nhá. Còn đây của em mới tinh. Đó nên bác mua hàng em yên tâm nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại của Zalo 038 286 0468. Video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tới. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.